Sáng 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Cơ Rông Bông cho biết đã nhận được đơn kiến nghị về việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Râm, huyện Cơ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Điều lạ là kèm theo nội dung đơn, có khoảng 300 chữ ký được cho là của cán bộ, nhân dân xã Cư Râm ký đơn và ký danh sách ủng hộ kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Trung. Nội dung đơn cho rằng ông Trung và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các quy định của đảng nhà nước, những sai phạm của ông Trung là vì tình cảm, vì tập thể. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Công an huyện Cô Bông đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trung để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, trong quá trình làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Râm, ông Trung đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới bắt 4 vụ liên quan đến hành vi khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Số gỗ bắt được, ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới bán và sử dụng vào các mục đích trái quy định gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước.